Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi theo một để thả nòi ốc nè cả nhà. Hồi sáng này mình với anh Tư á kéo được cũng khoảng 3 ký ốc ạ. Nên thấy hàm quá nên kêu một quá dẫn mình đi thả cái điểm nè. Thả ốc này là phải thả theo cái điểm nha cả nhà. Nếu mà thả không đúng điểm là không có ốc. Bữa mình cũng tập tành đi thả, thả cũng đâu có ốc đâu. Thả đã đời kéo lên không có con nào á. Nay mới nhờ một dẫn đi cái điểm để thả ốc nè. Giờ trong quá trình mình thả mời cả nhà đồng hành cùng mình nha. Đó, mồi mình cắt sẵn, Đừng có mở cái đó ra 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 hả? bỏ xe trên vô đây nè. Chen vô Không có cái mấy cái nãy lấy về chưa có gài nút. ở đó nó sẽ hết dây đó. Ừ. Cái còn 3 miếng. Chứ cái lại bỏ cái đâu vậy? Hoặc hai cái nữa hết mà kia nãy mình tính đâu dư mồi mình bỏ vô 2 miếng rồi nên nhà nó không có dư. Xong cái nhà ơi dày cũng dày cũng không à. Rồi xong mình dâm lại một đêm mai mình mới kéo. Rồi mai trong quá trình mình kéo mình sẽ ghi hình và quay cho cả nhà xem nha. Hôm nay hai anh em mình tiếp tục đi kéo nòi ốc cả nhà ơi. Hai anh em chạy tới chỗ hôm qua mình đi đặt với một á. Đó, mình đặt là mình dầm là một ngày, nay mình đi kéo. Đầu tiên món hàng cái Có ốc. ngon quá, Có ốc Phương món ơi. hàng cái đầu tiên cái nào cũng ngon. Bên này là ngon hết á. Bác ơi, mình kéo xong á. Về mình cắt ra. Cắt ra ra để mình đi đặt tiếp. Cái đầu Ngon, tiên ngon đây lành nè. không? Tiên ngon lành chưa? Để mình gài lại luôn. Gài lại lát còn mình đi thả luôn là cái mình bỏ sam vô. Tiền cái nào cũng có lý à. Thứ hai đây. Có luôn. Bội thu, bội thu đi. Hai bộ thu được rồi đó. Cái bạn vậy được rồi. Bóng nhỏ. Hai anh em mới đi bắt cua về. Anh em đi Anh chưa thay đồ nữa. Mình lên mình thay cái quần. bắt cua về là mình đi kéo nước ra nhà. Cứ nghệ cả nhà ơi. Làm nhiều nghề mà chưa có được cái nào để ổn định để thu nhập á cũng tốt á, cứ Nghề rừng vật bên kệ. này mà nó bấp bênh lắm.
bữa nào có nào lóc lóc không? Gì không có bán thì cũng có ăn ha. Đúng rồi, gà nữa nè, thả luôn, phải chấp nhận thôi. Tôm bò, tôm bò giờ mình không làm đâu mà vô để trang trải cuộc sống, để ba cái được như đây cả nhà, hàng ngày của mình ba cái thì cũng có lý. Đây là kéo là ngay cái ánh nắng mặt trời không có cả nhà, nhà thấy mà chói chói mà chá là cả nhà thông cảm nha. Cũng thả hết lấy ốc thôi này, hơi được cũng có đây, đều 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 có suốt là được rồi. Có cái cuối là hôm qua là mình không có mồi luôn á, và mình tưởng đâu dư mồi bỏ vô cái kia hai cái tôm nhà đang có thiếu luôn. Giờ xuống dưới tí đi tư ơi, cái nồi ốc này dễ đặt chứ, đơn giản, nó ốc thì cũng chỉ bò vô thôi, không phải như con cua con cá đâu, bò vô là lâu lâu thì mới ra được. Này cũng ngon nè, có lý nè, cái nào cũng có. Vậy là được rồi, mốt làm mà có tiền cái mình đầu tư thêm nữa thì mua thêm mấy cái 20 cái nữa mình thả là ngon lành. Kiếm giá kiếm vài ký lần gì vài ký. Ốc này cái nhà luộc chừng 5 phút à, mất sâu lên rồi bỏ vô chừng 4-5 phút là cả nhà bắt phút lấy ra, 5 phút lấy ấy ra nó teo luôn hả? Ý bắt nước sôi á, sôi lên sơ qua sơ lại không? Sôi thiệt sôi luôn, bỏ vô chừng dài chừng phút chín liền luôn hả? Ừ, là mình lấy ra là viên con, viên con luôn, đuôi đủ ra hết 5 phút để cho lấy ra còn cái mình không? Giờ mình chung gỏi á, mình ăn á rất là ngon, giòn mà thơm, thích ăn gan ngon muối, còn mấy em luộc chấm muối chanh cũng được, gì gan muối ngon, ngon để me cũng ngon, hủ tiêu ăn cũng đã lắm, hủ tiêu thôi ăn hết sảy. Nay nó cũng hơi đều rồi chứ không bự bằng bữa đó hả? Qua không bự bằng hôm qua, hôm qua hôm qua cũng bự. Như mình đắng mình chặt luôn rồi. Hải qua kêu thôi đặt xác này đừng kiếm nhiều. Còn đất không? Thấy ốc nhiều. Núi kìa. Phải không? Dạy như xác thì trên đây không có. Nó ít. Giờ phải chục cái chưa? Chưa tới chục cái đâu. Thôi một cái. Một cái. Nên dứt chết mấy cái cuốn. Tại mình đặt có 20-21 cái rồi cả nhà. Bây giờ kéo lẹ lắm. Này đặt 40-50 cái kéo mới đã. Kéo chút ốc hàng ngày nhiều nhiều lên. Đầy đầy cái vỗ luôn. Ốc này có muối đẹp. Bán tiền chứ. Ký mấy rồi đó. Nặng ghê. Có đó, nó nhiều quá. Giác nhiều quá. Nè bên đây nè, quả trời nè, đúng không? Tội ốc quá ốc luôn.
đi đâu nữa. Bồn bồn nhiều nhiều ngon lành chừng 2-3 cái đó quá trời mà. Giờ nay à chuẩn bị vô mùa mưa rồi cả nhà ơi, vô mùa mưa rất giả dữ nữa. Bắp bên nhằm bữa đi năm dầu mưa đi đi xong gì về trời mưa mà đâu có làm được gì, gặp mình đi quay nữa máy rồi không kỹ nước nó vô hư hết. Ngày nào cũng chuyển, mấy hôm nay là ngày nào cũng chuyển mưa, chuẩn bị mưa rồi này chuyển mưa tình cảnh luôn chỗ này nè. Dắt cái máy dắt cuối này ốc trọng trọng nè, này có nè. Vừa đổ xong mình lấy giác ra cho sạch luôn đó nha. Về cái mình ấy sơ lại đã. Chứ được chừng 2-3 cái mà có nhiều cái mà chơi. Ốc nó đóng nóng gì tổng luôn. À, cái trứng của ốc ta biết gì thôn gì cái kỳ này có đã ghê nhỉ. Sam ốc bự. Dắt cái dắt cái mèo ốc bự rồi hết rồi gì ăn ngầu nè. Hai loại hai tên ốc cà na, ta ăn người ta kêu ốc cà na, mình ở đây thường gọi là người ta kêu ốc gạch, ốc gì quên ta, ốc cao. Cái này nó hết à. Lớp như nhỏ mấy ký, một ký mấy hai ký á. Nặng lắm, nặng nó nhỉ, nặng lắm, cầm tay mình nặng mà còn nữa lắm. Qua có cái cuối vô quá trời luôn cái này. Này cái cuối là không có miếng mồi luôn. Sao à? Thì qua thiếu miếng mồi. Phải không? Cũng đâu dư bỏ một cái hai cái đó. Ăn nhà đâu. Cái hai miếng gì? Ăn nhà đâu không có dư. Không có mồi bỏ đâu. Bỏ cái xong xuống. Rồi hết rồi, cái nhỏ luôn. Còn cái. Nó cái này có nè. Nhiều à. Qua đã. Đơn giản ghê. Vậy lấy giác ra cái gọt bóng. Rồi xong cả nhà ơi. Kết thúc quá trình hai anh em mình đi kéo nò ốc nè. Hay thì nữa
cũng có ốc nhưng mà không được nhiều. Hôm qua thôi, giờ mình làm cho ảnh sạch luôn, về mình ngâm lại trọng quá có ăn mình lấy ra mình ăn thì bán thôi, bán thì kiếm tiền, còn người ta không mua thì mình bà mình để mình luộc mình ăn gửi về gia đình cũng là có quà vậy chứ cũng hiếm lắm, mới quý lắm á, ngon lắm á cả nhà. Đây cao mà thành quả hai anh em có nồi ốc nè đó, chừng 2 ký mấy vậy á, nặng lắm đó, quá ngon, ốc tốt không à. Giờ cả nhà cho hai anh em mình dừng video ở đây, cả nhà xem thấy hay và ý nghĩa và thương hai anh em mình đó, cả nhà cho hai anh em mình xin một lượt like và một lượt đăng ký để hai anh em mình có động lực ra nhiều video hay hơn nữa cho cả nhà xem. Giờ thì chào tạm biệt, hẹn cả nhà gặp lại. Rồi, chào tất cả nhà nha.